Quang Huy xác nhận đã gửi đơn ly hôn Phạm Quỳnh Anh sau một năm ly thân. Nhà sản xuất ông bầu Quang Huy xác nhận với phóng viên về chuyện vợ chồng anh quyết định chia tay nhau sau 6 năm chung sống. Chúng tôi đã gửi đơn ly hôn lên Tòa án Nhân dân quận 3 và mới có giấy thông báo thụ lý vào tuần trước, anh ngập ngừng nói. Nhà sản xuất chương trình dự án số 1 cũng như cho biết thêm, anh và vợ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đi đến quyết định ly hôn vì có hai con nhỏ. Cả hai đã ly thân trước đó một năm. Trước những thắc mắc về nguyên nhân ly hôn của vợ chồng, Quang Huy từ chối trả lời. Anh cho hay sẽ chia sẻ nhiều hơn khi thủ tục ly hôn hoàn thành. Tôi không muốn mình và Quỳnh Anh mỗi người nói mọi kiểu khác nhau, điều này sẽ ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ và gia đình, anh nhấn mạnh. Thời gian qua, thông tin Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh chia tay đã xôn xao trong giới giải trí. Trước báo chí, cựu thành viên nhóm HAT không trả lời cụ thể về tình trạng hôn nhân của mình nhưng đã bật khóc khi được hỏi. Phạm Quỳnh Anh ra mắt chuỗi MV Nhạc Lam Phương được thực hiện tại Mỹ vừa qua, hoàn toàn không có sự tham gia của công ty Vedro. Cũng như Quang Huy, nữ ca sĩ không nhắc tới tên chồng hay vai trò của anh trong ngày họp báo dự án. Trong khi đó, nữ ca sĩ cũng không tham gia vào bất cứ khâu nào của game show của Quang Huy sản xuất. Trong một bài trả lời phỏng vấn gần đây, cô lấp lửng nói về mối quan hệ vợ chồng cô. Tôi tin duyên còn thì sẽ sống với nhau hạnh phúc, vượt qua mọi câu chuyện của đời sống. Nếu duyên hết thì sẽ nhẹ nhàng chấp nhận, nhẹ nhàng đối diện với mọi chuyện là cách tôi lựa chọn. Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy kết hôn vào năm 2012. Sau 10 năm yêu nhau, cả hai đã có hai con gái chung. Trước đó họ từng vướng tin đồn chia tay vào năm 2016. Tuy nhiên lúc đó Quang Huy đã phản ứng mạnh mẽ trên trang cá nhân. Chặng đường 16 năm của Phạm Quỳnh Anh, Quang Huy ngọt ngào nhưng vẫn phải nói lời kết bằng đơn ly hôn. Chuyện tình 16 năm tưởng khó chia cắt của Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy cuối cùng cũng đành nói câu dừng lại đầy tiếc nuối. Khi đang là thành viên nổi bật trong nhóm Sắc Màu những năm 2000 tại Hà Nội, Phạm Quỳnh Anh nam tiến và gia nhập vào công ty giải trí của ông bầu Quang Huy từ năm 2002. Cũng bắt đầu từ đây, chuyện tình của họ bắt đầu và vẹn tròn bằng một đám cưới được tổ chức sau 10 năm quen biết. Quỳnh Anh và Quang Huy có 6 năm bên nhau, hai cô con gái đáng yêu và gia đình kiểu mẫu mà biết bao nghệ sĩ muốn hướng tới. Thế mà họ đã bất ngờ chia sẻ việc đã sống ly thân hơn một năm, đồng thời đệ đơn ly hôn lên tòa án. Đây là điều khiến cho đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng nuối tiếc, bởi họ đã yêu và bên nhau bền bỉ tới mức tưởng chẳng gì có thể chia cắt được. Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh những năm 2000 đã bắt đầu nảy sinh tình cảm. Tin đồn và tình cảm giữa Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh bắt đầu được chia sẻ nhiều hơn, tuy nhiên cả hai chưa bao giờ thừa nhận. Nhiều lần phóng viên bắt gặp Quang Huy đưa đón Phạm Quỳnh Anh đi diễn. Tháng 3 năm 2012, xuất hiện tin đồn cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 4 năm 2012. Ngay sau đó, thông tin được chia sẻ cụ thể, cặp đôi sẽ làm lễ đính hôn vào ngày 28 tháng 4 và đám cưới diễn ra ngày 10 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh với 500 khách mời tham dự lễ cưới. Hình ảnh thiệp mời đám cưới của Quỳnh Anh và Quang Huy sau đó được hé lộ. 27 tháng 4, đám hỏi của cặp đôi diễn ra trong dàn bưng quả có Ân Hoàng Phúc, Đinh Ứng Phi Trường và Trịnh Thăng Bình. Một tháng sau, Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh tổ chức đám cưới với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trong showbiz. Xuất hiện với vòng hoa lớn sau đám cưới, Phạm Quỳnh Anh bị đặt nghi vấn đang mang thai. Sau một thời gian im lặng, cô xác nhận đang có em bé là một bé gái vào tháng 8 năm 2012. Phạm Quỳnh Anh xuất hiện với bụng bầu lớn trước ngày sinh con gái đầu lòng. Đến tháng 11, con gái của cặp đôi là bé Tuệ Lâm chào đời. Vợ chồng Phạm Quỳnh Anh luôn sát cánh bên nhau, dành nhiều tình cảm cho cô công chúa nhỏ. Cặp đôi vẫn bên nhau tình cảm trong những ngày đặc biệt như ngày 8 tháng 3. Chị Thôi Nôi con gái. Gia đình Quang Huy Phạm Quỳnh Anh luôn hạnh phúc đến ngưỡng mộ. Năm 2017, Phạm Quỳnh Anh mang thai lần hai. Vợ chồng cô vẫn luôn đồng hành với nhau trong hầu hết sự kiện. Phạm Quỳnh Anh lui về hỗ trợ công ty của chồng, không hoạt động showbiz nhiều như trước. Tháng 3 năm 2017, vợ chồng Phạm Quỳnh Anh đón con gái thứ hai chào đời. Tháng 5 năm 2017, cặp đôi dính nghi vấn rạn nứt do không còn bạn bè trên Facebook. Phạm Quỳnh Anh ngay lập tức đăng tải ảnh Quang Huy cùng con gái trên trang cá nhân để đáp trả lời tin đồn. Cả hai không còn tương tác nhiều trên mạng xã hội, không xuất hiện cùng nhau trong suốt một thời gian dài. Đồng thời, việc ca sĩ Thu Thủy bất ngờ nhắn nhủ Phạm Quỳnh Anh rằng phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai, làm tin đồn rạn nứt một lần nữa dấy lên. Như mọi lần, Phạm Quỳnh Anh từ chối chia sẻ chuyện cá nhân. Trong buổi ra mắt sản phẩm mới, Phạm Quỳnh Anh rơi nước mắt nói về tin đồn rạn nứt với Quang Huy. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi không muốn chuyện cá nhân của mình được nhắc đến nhiều như vậy. Dù có chuyện gì xảy ra giữa tôi và anh Quang Huy thì cả hai đều cố gắng tìm ra một thời điểm để có thể nói về điều này một lần duy nhất, nhưng có lẽ chưa phải bây giờ, vì đó là cách chúng tôi tôn trọng những khán giả của mình. Nếu nói qua nói lại sẽ thành một sự thiêu dệt. Tôi không muốn như vậy. Chính vì thế tôi mong muốn trước khi có phát ngôn chính thức từ những người liên quan thì báo chí hãy giúp cho gia đình tôi bằng cách đừng đặt nghi vấn nữa. Tôi chỉ muốn giữ yên bình cho con của mình."
Mới đây, Quang Huy chính thức xác nhận đã sống ly thân với Phạm Quỳnh Anh hơn 1 năm, cặp đôi đồng thời đệ đơn ly hôn lên tòa. Chuyện tình 16 năm tưởng khó chia cắt, cuối cùng cũng đành nói câu dừng lại đầy tiếc nuối.